Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay mình muốn nói cho các bạn cái tình hình hôm nay ở Mỹ đó. Hôm nay là ngày 7 tháng 4, 2020, là thứ ba nhé. Hôm nay là cũng là ngày người ta bên khu mình đó là người ta đổ rác đó. Thì các bạn thấy mấy cái xe rác đó, nay ta bỏ mấy cái thùng rác đồ ra với mấy cái recycle đó, ta để hoài đó để cho nhà nước ta lại ta lấy đó, mấy cái người mà lấy rác rồi đó. Thì bây giờ cái đường cái thì nó vẫn cũng có xe chạy vòng vòng, người ta có thể là người ta đi làm hoặc người ta đi khám bác sĩ hay là người ta đi chợ đó các bạn, thì mấy cái đó là vẫn đi được nha, chứ không có cấm. Mình có thể mình vẫn đi bộ được nữa để mình tập thể dục đó, thì cái đó người ta không có bắt ở nhà. Chợ búa đồ thì người ta vẫn cho đi nha, tại mình phải ăn đó thì người ta cho mình đi. Rồi bây giờ em ghé lại cái chỗ Starbucks này nữa đây. Cái chỗ Starbucks là chỉ có một chỗ này là còn mở để đi uống cà phê đó. Cái line của nó dài quá là dài luôn, các bạn thấy không? Tại bây giờ họ không có cho vô trong nữa thì mình phải xếp hàng bằng chạy xe đó. Thì cái này là ngày nào em cũng đi uống hết á. Chỗ này cà phê nó làm ngon đó các bạn. Thì chỗ này ngày nào mình cũng lại đây hết. Bây giờ chỉ còn chỗ này thôi thì cái line nó dài đó. Thì mình không có, mình phải chịu thôi, mình phải đợi thôi. Chứ mình không có đi chỗ khác được, tại đâu có chỗ nào mở nữa đâu. Dưới nó sớm nữa, nhiều mấy cái chỗ trà sữa đồ thì 11, 12 giờ nó mới mở lần. Chứ giờ nó chưa mở đâu, tại giờ mới có 9 rưỡi à. Bây giờ thì mình cũng đang chạy sửa soạn đi làm đây, làm 11 giờ. Bây giờ mới 9 rưỡi thôi, nhưng mà đi mua cà phê đã, tại vì xếp hàng này chắc cũng hơn nửa tiếng đó, thì mình không có muốn bị trễ làm đó, thì mình đi sớm sớm một chút. Bây giờ bên Mỹ là cái ca nhiễm là hơn 1 triệu nha các bạn, hơn 1 triệu người rồi đó. Còn người chết là hơn 11.000 người. Đó. Càng ngày nó càng cái số nó càng lên nha các bạn, càng ngày người ta càng chết, nhiều người chết đó, thì bây giờ nó càng nặng đó. Bây giờ là người ta mới nói là nhà nước sắp sửa cho mỗi người 1.200 đó, sắp sửa gửi về nhà rồi đó, hay là gửi vô nhà băng của mình đó. Họ nói là giữa tháng 4 á, hay là ngày mai ngày 1 vậy đó, nghe nói ngày mai ngày 1 vậy đó, ngày 9 Tây đó, là họ sắp sửa họ bỏ tiền vô nhà băng của mình, miễn mà mình khai thuế á, mà mình có để cái nhà băng của mình trong cái thuế của mình á, thì họ chuyển thẳng vô nhà băng mình luôn. Còn miễn mà mấy người mà không có làm cái bỏ nhà băng vô đó, không có làm direct deposit đó, thì có thể nó cũng lâu đó, cũng mấy tháng lận. Người ta nói có thể tới giữa tháng 9 mới có tiền lận. Nhưng mà họ nói gì thì cũng good cho mình, đúng không? Mình qualify á, thì mình được tiền 1.200 rồi, mấy trẻ em á thì được thêm 500 nữa. Đó, thì bây giờ là tình hình bên Mỹ là vậy nha các bạn. Bây giờ mình đang đi làm đó, mình vẫn đi làm. Nhưng mà nãy mình nói mình chạy vô mình mua cà phê trước đã, rồi mình chạy đi làm. Tại vì cái chỗ làm của mình á, miễn mà các bạn mà chưa coi mấy cái video hồi lúc á, thì mình vẫn đi làm nha. Tại vì cái chỗ mình làm là mình bán điện thoại đó, với sửa điện thoại đó, thì nó tính là trong một cái chỗ mà cần thiết cho người ta đó. Thì mình mở cửa để cho mình cho khách họ vô để họ sửa điện thoại rồi, hay là họ cần mua điện thoại mới nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình chuẩn bị mình đi làm đây. Đó các bạn, bây giờ mình đang đợi chỗ Starbucks nha các bạn, mua bây giờ đang đi mua cà phê đây. Hồi nãy mình nói đó, chỗ này là chỉ có chỗ mở thôi chứ không có chỗ nào mở nữa hết. Mà hôm nay thì ngày nó đẹp lắm các bạn, hôm nay là trời nó nắng mà nó đẹp lắm. Chứ không phải như hôm qua đâu, hôm qua trời mưa, chạy xe nguy hiểm, mà hôm nay thì sáng trưng nắng ấm nữa. Thì hôm nay nó đỡ hơn hôm qua đó.
Đó các bạn thấy không, sáng trưng à. Hôm nay ngày đẹp lắm. Bên đây có cây xăng nha các bạn. Cây xăng mà cũng ế tệ, tại vì người ta không có đi ra ngoài đường nữa đó. Người ta không có ra nhiều đó thì người ta không có đổ xăng nhiều. Bởi giờ cây xăng cũng ế xệ à. Thường thường nó đông lắm. Đó, giờ mình vẫn còn đang đợi chỗ cái drive-thru ở Starbucks nha các bạn. Mới mua xong ly cà phê nha các bạn. Mới xong nè. Cà phê đen nha. Cà phê đen này phải bỏ sữa vô, dưới đường vô mới ngon nha các bạn. Còn không thích thì bỏ uống không cũng được. Đây là cái hãng Starbucks nha các bạn. Chỉ có chỗ này mở cửa thôi, mà mình phải chạy vô trong mình mới uống được, mình mới mua được. Bây giờ bỏ thêm sữa uống coi. Này phải bỏ một bao đường này nha các bạn, nó kêu bằng là equal đó. Bỏ vô ly cà phê mới ngon. Ta bỏ nhiều vô trong cà phê đó, nhưng mà mình bỏ một bao thôi. Tại một bao nó đủ đó, nó đủ ngọt rồi đó. Đây nè, thấy không, cà phê đen phải không? Cái này là cái bình sữa đây. Mình có thể mình kêu họ cho mình cái ly nhỏ nha, mình bỏ sữa vô để bỏ riêng đó, để cho mình muốn đổ vô cái cà phê của mình đổ phải không? Chứ còn miễn mà kêu nó đổ vô nó đổ không đúng á, nó đổ không đủ á. Đó, giờ mình đổ vô thấy không? Mình tự mình đổ vô thì nó nhìn ngon hơn. Mà nó đúng cái đô của mình phải không? Đó. Đó các bạn thấy không? Quá đẹp, quá ngon luôn không? Này quá ngon luôn. Nãy cà phê đen, bây giờ cà phê sữa đá. Ngon, cà phê sữa đá, ngon quá. Thôi bây giờ mình chạy tiếp đi. Chạy tiếp mình đi làm. Ok. Ok các bạn, bây giờ mình đang ở trong cái khu cà phê mình mới mua đó. Mình cũng đang chạy đi làm đó, nhưng mà mình đang trong cái khu mua cà phê đó, thì nó cũng có cái chợ đó. Thì mình chạy một vòng cho các bạn coi cái tình hình bây giờ nó hiện sao nha, trong mấy cái khu này nha. Khu này là khu Việt Nam đó. Thì bây giờ thì các bạn thấy đó, thì cũng nhiều người ta cũng đi chợ đó. Thì cũng có xe chạy với xe đậu đó. Đó, cái khu này là cái khu Lion Plaza nha các bạn. Cái này là ở thành phố San Jose, California. Bên East San Jose. Đó, này là chợ Lion đây. Thì mình muốn chạy một vòng thôi rồi mình cho các bạn coi đó, rồi mình tiếp tục mình đi là mình chạy đi làm, tại mình còn giờ đó, 11 giờ mới làm lận. Bây giờ mới có 10 giờ sáng thôi. Đó thì bây giờ xe người ta cũng đậu cũng không có nhiều lắm, cũng có người nhưng mà không có đông. Tại bây giờ bị cái vụ này thì người ta cũng không có ra ngoài đường nhiều đó. Thường thường giờ này là đông nghẹt rồi, đâu có mà vắng te như bây giờ, thấy không các bạn, thấy không, parking cũng còn nhiều, cũng còn nhiều chỗ đậu. Đó, trời hôm nay nắng quá, đẹp quá, ấm nữa. Hôm qua thì quá lạnh mà mưa ào ào. Tại vì mưa mình chạy xe nguy hiểm đó các bạn. Đó các bạn thấy không, trời nó sáng nó nhìn đẹp ha. Bây giờ là mình đang trên đường Thule Road nha các bạn. Đường Thule là người ta chạy nhiều lắm đó. Bên
San Jose á, đường Thule nó cũng dài lắm, với hai người ta chạy cũng nhiều lắm. Khu này Việt Nam mình ở cũng nhiều nữa. Rồi bên tay phải nó có cái nhà băng Wells Fargo. Đó, các bạn nhìn ở trên, ở trên đó các bạn thấy núi á. Miễn mà mình phải chạy thẳng miết luôn là mình lên núi luôn á các bạn. Mấy người mà người ta mua nhà trên núi mắc tiền lắm. Mấy triệu tiền USA nha các bạn. Bây giờ mình đang đường góc đường Thule dưới đường Capitol. Cái góc này nó cũng đông xe lắm. Nó cũng đông người đi vòng vòng lắm, nhưng mà hôm nay thì nó ít đó. Ở đây nó cũng có dealer xe Mercedes với Infiniti. Rồi bên tay phải thì nó có mấy cái nhà hàng Mỹ. Nó cũng có Starbucks. Với có cái nhà hàng Mỹ mà tên In-N-Out Burger đó, cái chỗ đó cũng nổi tiếng cho nước thành phố San Jose đó, với tiểu bang California đó. In-N-Out Burger người ta ăn dữ lắm, người ta xếp hàng đồ người ta ăn dữ lắm. Mà lúc mình có quay cái video đó, mình đi mua hamburger mình ăn đó, các bạn thấy cái mình xếp hàng không? Khủng khiếp luôn, mà khổ quá. Xếp hàng mua burger không mà khổ luôn á. Miễn mà các bạn mà chưa coi đó, cái video đó là trước cũng 2-3 cái video trước cái video này nha các bạn. Các bạn vô cái channel của mình là các bạn thấy cái hình mà mình cầm hai cái hamburger đó, là mình có quay cái clip cho cái mình vô mình mua cái hamburger ở In-N-Out Burger. Cũng có người chạy bộ đó. Bây giờ thì mới có 10 giờ sáng thôi. Mình làm 11 giờ tới 6 giờ hôm nay. Mà thường thường thì mình ưa thích đi sớm đó các bạn. Đi sớm để khỏi mất công kẹt xe hay là bị cái gì đó rồi mình tới trễ, không? Mình đi sớm thì cho nó tốt hơn á. Hôm nay cũng có vẫn có người mấy người làm ngoài đường nữa. Nó mới bị mấy cái vụ mà bên cũng tiểu bang California nha các bạn, mà ở dưới San Diego đó. Cái họ cấm mình ra ngoài đường đó, mà nhiều người ta vẫn đi đó. Người ta vẫn đi, người ta không có đi cho mấy cái đồ mà cần thiết, người ta đi chơi đồ đó, hay là người ta đi party đồ đó. Có mấy người nghe nói có mấy người bị phạt đó. Cảnh sát nó phạt một cái ticket là $1,000 các bạn. Là $1,000 đó, $1,000 đó. Cái đó là cũng bao nhiêu? Cái đó là cũng 20 triệu tiền Việt Nam đó các bạn. $1,000 đó. Ghê gớm quá ha. Ở dưới đó thì nó bắt đầu nó phạt. Ở chỗ mình á, San Jose Cali á, thì chưa có nghe ai phạt hết. Thì bây giờ mình có đi mà mình đi cái chỗ nào mà nó cần thiết, hay là cái chỗ nhà làm mình nó cần thiết, thì họ đâu có phạt mình. Với hai nữa, miếng mà đi buổi sáng á, chứ đừng đi buổi tối. Đi buổi sáng thì xe nó chạy nhiều á, thì cảnh sát nó cũng không có để ý mình, phải không? Chứ còn mà mình đi buổi tối á, thì có mình thì họ cảnh sát đưa để ý đó, thì nó phạt, nó bắt nó phạt. Đó các bạn thấy cái đường nó cũng lớn ha. Đường này là Capitol đó, Capitol nó lớn lắm. Nó
là cái đường lớn nhất ở trong San Jose đó nha các bạn, San Jose Cali đó. Cái đường này hôm qua mình cũng chạy rồi, tại ngày nào mình cũng đi làm thì mình cũng chạy đường này đó các bạn. Nhưng mà hôm qua mình chạy thì trời mưa đó, thì nó hơi tối đó, nó hơi thấy buồn á. Mà hôm nay thì bữa sáng thì thấy nó vui vẻ, sáng sủa. Ok các bạn, thôi bây giờ mình chạy đi làm đây. Các bạn, mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn tình hình bên Mỹ hiện giờ làm sao đó. Thì hôm nay thì ngày nó tốt đó nha các bạn, thấy đẹp đó, nó sáng sủa xa trời nắng đó, thì mình thấy chắc hôm nay vui vẻ đó. Ok, vì có vậy thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Dịp Sống Cali nhé. Có gì mình có dịp mình quay thêm rồi mình chia sẻ cho các bạn. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Có gì mình gặp sau. Bye bye.